Mới đây, Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp đã chính thức ra mắt công chúng Malaysia tại triển lãm PACE 2023. Tại quốc gia này, Santa Fe 2024 sẽ được lắp ráp trong nước với các phiên bản Hybrid Plus, Hybrid Max và Diesel Max. Giá bán của mẫu SUV 7 chỗ này vẫn chưa được công bố. Về thiết kế, tất cả các phiên bản của Hyundai Santa Fe 2024 đều có đèn pha LED 2 chức năng, đèn chạy ban ngày LED và đèn hậu LED. Phiên bản Hybrid Plus được trang bị mâm hợp kim 17 inch và lốp có kích thước 235/65, bản Hybrid Max sở hữu mâm 19 inch và lốp 235/55. Riêng bản Diesel Max có mâm kích thước lớn nhất là 20 inch lốp 255/45. Về trang bị, Santa Fe Hybrid Plus có ghế bọc vải, màn hình LCD Supervision 4.25 inch cho cụm đồng hồ và ghế trước chỉnh điện. Santa Fe Hybrid Max và Diesel Max sang trọng hơn với ghế bọc da, bảng điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn kích thước 12.3 inch. Xe được bổ sung thêm cửa cốp chỉnh điện và thanh dây trên nóc. Bản Hybrid Max có thêm ghế trước có sưởi thông gió và nhớ ghế lái. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn trên Hyundai Santa Fe 2024 gồm có màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối Android Auto Apple CarPlay không dây, nhận dạng giọng nói, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa 2 vùng độc lập với cửa gió áp phía sau, cần gạt nước tự động, khởi động bằng nút nhấn, chức năng khởi động từ xa, lẫy chuyển số trên vô lăng, gương chiếu hậu chỉnh điện và sạc điện thoại không dây. Tất cả các biến thể facelift đều được trang bị 6 túi khí, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh xuống dốc cùng với đó là đầy đủ các trang bị trong gói công nghệ an toàn Hyundai Smart Sense. Về vận hành, hai biến thể Santa Fe Hybrid đều được trang bị động cơ xăng Gamma 2 TGDI 1.6 lít, công suất 180 mã lực và mô men xoắn 265 Nm kết hợp cùng động cơ điện 44 kW, cung cấp tổng công suất hệ thống là 230 mã lực và 350 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Về phần mình, Santa Fe Diesel Max sử dụng động cơ Diesel Serie 2.2 lít, cung cấp công suất 199 mã lực và mô men xoắn 440 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hệ thống dẫn động HTRAC và hộp số DCT 8 cấp.